chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thời tiết ở đây rất là đẹp nên em đi hái việt quất. Bây giờ em sẽ quay xung quanh cho tất cả các anh chị và các bạn xem vườn việt quất ở đây như thế nào nha. Đây là cảnh phía trước, ở trong đó người ta có bán nước với bán đồ ăn. Còn cái vườn việt quất thì nó nằm ở phía sau. Đây là cái vườn việt quất. Cái vườn này rất là rộng lớn luôn. Khi mà mình đi vô vườn á thì người ta đưa cho mình một cái xô để mình đựng. Mỗi 1 ký là 4,50 đồng, là khoảng 101 tiền Việt Nam. Cái trái này ở Việt Nam hình như cũng rất là mắc. Phía bên kia thì cái cây nó hơi nhỏ nên mình không có hái được. Còn phía bên đây thì có nhiều trái to nên mình có thể hái. Còn bên kia trái nó nhỏ quá, người ta chưa có cho mình hái. Đây, rất là nhiều việt quất. Nhìn thấy mê lắm luôn. 1 ký chỉ có 4,50 đồng. Mà mình vô đây mình có thể tự tay mình hái những trái mình thích, rất là vui. Trái rất là nhiều luôn. Ở phía trước đó có một cái quán cà phê á, mình giống như mình hái xong mình có thể ra đó mình ngồi uống cà phê, cũng có bán bánh, có bán nước uống luôn phía trước đó. Hồi nãy cũng có rất là nhiều người ngồi ở đó uống nước. Nhiều khi người ta không có hái, người ta chỉ lại đây ngồi uống nước, nói chuyện chơi. Còn nhiều người thì cũng có hái, hồi nãy em cũng thấy rất là nhiều người hái phía bên kia. Trái này ở đây trong siêu thị bán khoảng chừng 6-7 đồng 1 ký. Còn tại vườn thì nó rẻ hơn. Mà mình đi vườn mình hái thì mình thấy vui hơn, tự tay mình hái những trái mà mình thích. Cây nào cũng có rất là nhiều trái. Mấy cái trái chín thì nó có màu tím, còn mấy trái sống thì nó màu hồng với lại màu xanh. Có trái rất là ngọt, có những trái cũng không có ngọt lắm, nó chua chua ngọt ngọt. Chùm này quá trình trái luôn. Trái việt quất này ăn rất là tốt cho sức khỏe, giúp cho xương chắc khỏe, tốt cho tim, với lại giúp giảm cân nữa, còn nhiều lợi ích khác nữa.
Em vừa hái được bao nhiêu đây nè? Cái vườn này rất là rộng lớn, có rất là nhiều cây Việt Quất luôn, cây nào cũng trái xung xuê. Hôm nay em hái được 2 kg Việt Quất. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của em nha. Đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của em nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào video kế tiếp nha.